và các bạn, lâu nay chúng ta thường nghe đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó những vấn đề về chuyển đổi số, số hóa dữ liệu trong sản xuất lại chủ yếu là trong những ngành công nghiệp và chế biến. Ngày hôm nay thì trong nội dung của phóng sự chương trình Niềm tin Hàn Việt, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả những ứng dụng kỹ thuật liên quan đến số hóa trong nông nghiệp do chính doanh nhân Việt làm ra. Cụ thể như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Hiện nay trên nhiều cánh đồng của bà con nông dân, hợp tác xã ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nơi đã áp dụng cách làm nông kiểu mới, từ làm đất, gieo trồng cho đến bón phân, nước thu hoạch. Là một người khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở tuổi 60, ông Nguyễn Thanh Mỹ thành lập ra công ty Renan AgriFoods, Renan Technologies, Renan Smart Fertilizers sau khi thành công với doanh nghiệp công nghệ cao Mỹ Lan ở Trà Vinh. Những ứng dụng của công ty hiện nay đã và đang đem lại nhiều lợi ích cho nông dân, đơn giản như những chiếc phao quan trắc nước mặn bằng ứng dụng IoT hay hệ thống bơm nước, máy đo các chỉ số của nước. Chỉ cần dùng smartphone là người nông dân có thể thao tác một cách dễ dàng trên đó. Như trước nay, người dân bón phân phải vất vả bón sao cho đều, lượng phân sao cho phù hợp, bón làm nhiều giai đoạn. Thì hiện nay, với việc cho ra đời loại phân bón thông minh, phân bọc polymer và lớp vỏ nano 3 lớp bên ngoài giúp tan chậm và kiểm soát được lưu lượng hấp thụ. Ngoài ra, loại phân bón này chỉ cần dùng một lần mà lại ít sâu bệnh, trong khi bình thường người nông dân trồng lúa phải bón 4 lần một vụ. Do đó, loại phân bón này còn giải quyết được tình trạng thiếu lao động nông nghiệp ở các vùng quê, giảm ô nhiễm khí nhà kính. Chúng tôi làm những cái xây dựng cái mạng quan trắc nước mặn, xâm nhập mặn thông minh. Thì bao gồm những cái phao quan trắc hay là những điểm quan trắc thì cứ 15 phút thì cái phao quan trắc, quan điểm quan trắc đó thì sẽ gửi lên Internet cái độ mặn như là thủy triều. Nếu mà cái vùng nuôi tôm thì mình có độ kiềm, mình có độ pH. Và người nông dân có cái điện thoại di động thì chỉ download cái ứng dụng không có tốn tiền từ công ty chúng tôi. Thì họ có thể truy cập cái thông tin về độ mặn, về thủy triều và về những cái thông số khác của nước bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thí dụ những cái bơm nước thông minh thì mình có thể ngồi ở nhà mà dùng điện thoại di động để mở bơm hoặc tắt bơm. Tại Việt Nam hiện nay, có khá nhiều đơn vị cung cấp ứng dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp doanh nghiệp. Có thể họ tự nghiên cứu hay mua từ nước ngoài về để phục vụ về tự động hóa, ứng dụng số hóa trong vườn cây, đồng ruộng của mình. Và chuyện ứng dụng công nghệ số hóa trong nông nghiệp Việt Nam hiện nay cũng đang có những dấu hiệu tích cực. Nhiều hợp tác xã nông dân đã mạnh dạn áp dụng công nghệ trong sản xuất mà không quá lo lắng về việc chi phí đầu tư cho việc này. Chúng tôi tạo ra các cái form biểu mẫu ở trên bằng điện tử, ở trên mobile app. Người nông dân, ví dụ như trồng lúa chẳng hạn, vừa làm đất xong thì chỉ cần mở đúng cái form là báo là tôi làm đất. Vậy là chỉ cần quét mã QR code của cái luống đất, cộng thêm chọn thêm 2-3 cái biểu tượng trên màn hình là xem như tôi vừa báo cáo xong cái hoạt động. Trên mỗi cái sản phẩm thì chúng ta có thể gắn được một cái QR code. QR code này đó là thể hiện toàn bộ lịch sử của cái tiến trình sản xuất. Lâu nay cứ tiếp cận cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc là tốn chi phí. Thực ra đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nếu chúng ta xem thông tin là một cái loại hàng hóa thì thông tin có thể được bán. Vậy thì người nông dân càng thể hiện được nhiều thông tin của cái quá trình sản xuất của mình lại càng có cơ hội để bán được nhiều hơn. Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi số đang có một thị trường rất lớn và các doanh nghiệp có thể thấy trong phạm vi của mình, như nông nghiệp có rất nhiều ứng dụng từ truy xuất nguồn gốc, quản trị, tiếp thị đến kết nối bán hàng, và không nhất thiết doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng những hệ thống chuyển đổi số, bởi hiện nay có nhiều đơn vị trung gian làm việc này với chi phí rẻ. Quý vị nói vậy nhưng mà để xây dựng được những cơ sở cơ bản cho việc chuyển đổi số là không hề dễ dàng. Khi thế giới đang đầu tư rầm rộ để đi nhanh trong quá trình này, Việt Nam làm sao để có thể thành công? Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp những việc cần làm để quá trình số hóa thành công trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp. Người Việt Nam mình rất là thông minh, nhất là thông minh về IT, thông minh về tự động hóa, rất thông minh về công nghệ 4.0. Có một cái là mình thiếu ở Việt Nam mình là cái môi trường văn minh để người Việt Nam mình sáng tạo thôi. Thì tôi về Trà Vinh trước đây thì xây dựng tập đoàn Mỹ Lan, còn bây giờ xây dựng công ty khởi nghiệp Rainin Technology đó. Thì chúng tôi chỉ xây dựng cái môi trường văn minh. Các cháu kỹ sư họ rất là quan tâm để mà tham gia, để mà sáng tạo. Cái rào cản đầu tiên phải là nhận thức, đặc biệt là nhận thức của các cấp lãnh đạo cao nhất. Sau đó thì đương nhiên là xây dựng được cái lộ trình,
cái con đường của mình để đi. Chỉ nói về nhận thức thì chưa đủ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trình đưa ra một cái giải pháp là về phân tích kinh doanh, nghĩa là làm sao dùng dữ liệu và dùng những cái công nghệ phân tích hiểu số liệu để cho mình thấu hiểu được các hoạt động kinh doanh và từ đấy có ra được những quyết định và hành động nó chính xác. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì cái câu chuyện này nó càng rất là nhiều cái ứng dụng từ cái chuyện là chúng ta truy xuất nguồn gốc cho tới là quản trị, rồi cho chúng ta là tiếp thị, rồi chúng ta cách kết nối, rồi chúng ta bán hàng, vân vân, thì có thể nói là rất nhiều cái câu chuyện xung quanh cái chuyện là ứng dụng là chuyển đổi số. Vấn đề còn lại là thứ hai là chúng ta phải tạo ra một hệ thống những nhà cung cấp từ những đơn vị trung gian hỗ trợ cho tới là cái việc là những nhà cung cấp giải pháp, những người đầu tư vân vân. Hay là ví dụ như đơn giản là bây giờ chúng ta không có nhất thiết là ai cũng phải tự xây dựng cho mình một hệ thống đó, mà hiện nay nó có những cái công ty nó sẽ giúp chúng ta làm chỗ đó và với một cái chi phí rất rẻ.